chương trình hội chợ đón xuân Kỷ Hợi tại chùa Pháp Quang Cranberry, chủ nhật ngày 27 tháng 1 2019 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Chương trình gồm có thỉnh hoa cúng Tết gia tiên, chụp hình lưu niệm gia đình, gian hàng giải trí dành cho trẻ em, quán chay với những món đặc biệt, múa lân do gia đình Phật tử Pháp Quang đảm trách. Chùa Pháp Quang trân trọng kính mời.